Xin chào mọi người, mình là Lành và như thường lệ đây là bản tin Lab News. Thị trường điện thoại gập đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Giờ đây không chỉ là việc chứng minh họ có thể tạo ra một chiếc điện thoại gập mà còn phải tạo ra một sản phẩm tốt hơn, ấn tượng hơn và sáng tạo hơn các đối thủ. Samsung có vẻ như nắm bắt điều này hơi muộn vì chiếc Galaxy Z Fold 6 tuy tốt nhưng không thực sự bứt phá. Tuy nhiên, phiên bản Galaxy Z Fold 6 Ultra sắp ra mắt và thành thật mà nói, nó cảm giác như đây mới là điều mà Galaxy Z Fold 6 lẽ ra nên làm từ đầu. Đầu tiên, Samsung vừa tung ra đoạn teaser chính thức cho Galaxy Z Fold 6 Ultra, xác nhận sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 10, tức là chỉ còn một ngày nữa. Teaser cho thấy một chiếc điện thoại bí ẩn nằm trong phong bì, nhưng mình không chắc chắn đó có phải là Z Fold 6 Ultra hay không, hay chỉ là phiên bản Z Fold 6 thông thường. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ không phải chờ đợi lâu nữa để biết được nó. Hãy thành thật mà nói, không thể phủ nhận rằng Samsung có trải nghiệm về phần mềm điện thoại gập tốt nhất, họ đã thực sự làm rất tốt về phần này. Nhưng về phần cứng thì sao? Samsung đã hơi chậm chạp. Điều đó có thể thay đổi với Galaxy Z Fold 6 Ultra, phiên bản được kỳ vọng sẽ khắc phục một số vấn đề phần cứng mà mọi người đã chờ đợi. Một trong những phần làn lớn nhất là về đường gấp màn hình. Đường gấp này hầu như không thay đổi từ Z Fold 5 đến Z Fold 6, và đối với một thương hiệu đã làm điện thoại gập đến thế hệ thứ 6, Samsung dường như đã bị tụt lại so với các đối thủ như Pixel 9 Pro và OnePlus Open từ năm ngoái. Như chúng ta đã có hy vọng, theo iUniverse, Samsung có thể cuối cùng sẽ khắc phục được đường nếp gấp trên Z Fold 6 Ultra. Anh ấy nói rằng Samsung đã làm rất tốt trong việc kiểm soát nếp gấp và thậm chí còn gọi nó là tốt hơn bao giờ hết. Mặc dù anh ấy không đi sâu vào chi tiết, nhưng có vẻ như nếp gấp trên Z Fold 6 Ultra sẽ ít nhìn thấy hơn so với các bộ tiêu chuẩn. Cùng với quan điểm đó, theo chuyên gia công nghệ màn hình Rod Young cho biết, sự cải tiến này có thể do Samsung đã chuyển sang sử dụng công nghệ kính gập siêu mỏng UFG. Về kính gập siêu mỏng UFG khác gì so với kính siêu mỏng UTG mà họ đã sử dụng trước đây? UFG mỏng hơn ở khu vực phần nếp gấp và dày hơn ở các khu vực khác, giúp chống nước tốt hơn, cải thiện trải nghiệm ứng dụng và tất nhiên làm cho nếp gấp ít rõ ràng hơn. iUniverse cũng vừa tung ra một hình ảnh thú vị cho thấy cả nếp gấp và camera ẩn dưới màn hình của Galaxy Z Fold 6 Ultra. Mình không chắc anh ấy đã muốn nói điều gì, nhưng có vẻ như Samsung đã phải lựa chọn cải tiến một tính năng nhưng đánh đổi với một tính năng khác. Liệu điều này có nghĩa rằng họ đã ưu tiên cải thiện chất lượng hình ảnh của camera ẩn dưới màn hình nhưng để nguyên tình trạng của nếp gấp giống như Z Fold 6? Đó là cảm giác mình đang nhận được, nhưng cũng có thể mình nhầm. Nếu đúng là như vậy, đó là một quyết định đáng thất vọng của Samsung. Phải thừa nhận rằng chất lượng camera ẩn dưới màn hình từ trước đến nay rất tệ, gần như vô dụng ngoại trừ các cuộc gọi video cơ bản nhất. Vậy tại sao họ không bỏ luôn và sử dụng camera dạng đục lỗ ở góc? Không chỉ cải thiện ngay lập tức chất lượng hình ảnh mà còn giúp tiết kiệm nguồn lực để giải quyết vấn đề nếp gấp đã khiến mọi người khó chịu trong nhiều thế hệ. Dường như Samsung đã tự làm khó mình khi tập trung quá nhiều vào công nghệ camera ẩn dưới màn hình trên các dòng điện thoại gập. Nghe thì có vẻ tương lai và ấn tượng, nhưng nếu chất lượng camera kém như vậy thì mục đích sẽ là gì? Hy vọng Samsung sẽ cân nhắc lại lựa chọn này trong tương lai vì sự đánh đổi này có vẻ không thực sự xứng đáng. Dù sao đi nữa, các tin đồn cũng cho thấy rằng Galaxy Z Fold 6 Ultra sẽ có một số nâng cấp về thiết kế và chất lượng xây dựng. Trước khi mình đi sâu vào chi tiết, hãy xem những bức ảnh rò rỉ từ Evenblatt. Đây là hình ảnh về cụm camera phía sau, vẫn có 3 camera sau và cụm camera nổi với các vòng tròn riêng biệt gợi nhớ đến thiết kế của Galaxy S20. Ngoài ra có một số hình ảnh khác cho chúng ta thấy góc bên của thiết bị. Bạn có thể thấy hai nút bấm, có lẽ là nút điều chỉnh âm lượng và nút nguồn trên khung giữa màu vàng hồng với một chút họa tiết. Khung giữa trông mỏng và phẳng, các góc bao tròn chặt chẽ, tạo nên vẻ ngoài bóng bẩy. Vậy còn điều gì khác về chiếc điện thoại này? Điểm khác biệt lớn nhất là về độ rộng. Nó rộng như S24 Ultra với màn hình lớn hơn cả bên trong lẫn bên ngoài. Nó giống như hai chiếc S24 Ultra được kết nối bằng một bản lề. Cụm camera cũng được lấy từ S24 Ultra, bao gồm cảm biến chính 200 MP. Camera ẩn dưới màn hình cũng đã được nâng cấp, nhưng chúng ta vẫn chưa biết liệu nó có tích hợp camera zoom periscope hay chỉ ống kính zoom 3x thông thường. Tiếp theo, máy sẽ có pin lớn hơn, mặc dù chưa biết chính xác dung lượng là bao nhiêu. Và một điều nữa là nó sẽ mỏng hơn đáng kể so với Z Fold 6, thật sự tuyệt vời. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ hỗ trợ bút S Pen, nhưng tiếc là không có khe để lưu trữ bút trong máy. Điều này có thể làm bạn thất vọng nếu bạn thích sự tiện lợi. Và cuối cùng là một tin không vui, là máy chỉ được ra mắt ở Trung Quốc và Hàn Quốc trước mắt. Thật khó hiểu khi Samsung bỏ ra bao nhiêu công sức để phát triển phiên bản flagship với màn hình lớn hơn và bản lề mỏng hơn, nhưng lại không ra mắt toàn cầu. Hy vọng rằng trong vài tháng tới, chúng ta sẽ thấy nó có mặt ở tại các thị trường khác. Và đó cũng là kết thúc điểm tin. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!